Thưa quý vị và các bạn, trong số những công trình dự án chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai được khởi công và khánh thành dịp này, sự kiện thông xe dự án đầu tư xây dựng công trình kết nối tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, còn gọi là nút giao Phố Lu, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân huyện Bảo Thắng nói riêng, người dân Lào Cai nói chung. Gia đình ông Trần Văn Đậu làm dịch vụ nhận gửi hàng qua đường cao tốc. Chính vì vậy, ông Đậu nhận thấy rất rõ những thuận tiện cho gia đình và người dân trong khu vực khi dự án nút giao Phố Lu chính thức thông xe đi vào hoạt động. Thực ra trước đây nó chưa có cái nút giao này thì đi gửi hàng để đi cách xa đây khoảng một cây, nhưng mà nó cũng phải, thực ra mình đi nó cũng không phải là hợp pháp lắm. Thế nhưng mà vì cái nhu cầu của bà con nó thuận tiện nên người ta cũng cứ vẫn nên, nhưng đến nay nó đã khánh thành của cái nút giao này thì thuận tiện cho rất là nhiều người. Cái giao thông nó thuận lợi như thế thì mình muốn là kinh tế gia đình phát triển, cũng như là bà con lân cận xung quanh đây và xa nữa là Bắc Hà, Simacai, người ta sẽ thuận tiện và phát triển, nó chắc chắn nó sẽ đem lại nhiều cái lợi ích hơn nữa. Để dự án được triển khai thuận lợi, người dân Bảo Thắng sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng, bàn giao mặt bằng và tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công. Hôm nay, mong ước bấy lâu của bà con đã trở thành hiện thực. Nhân dân vô cùng phấn khởi, bởi sau khi dự án hoàn thành, sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, đồng thời xóa bỏ được các điểm dừng, điểm đỗ đón trả khách trái quy định, gây mất an toàn giao thông, chấm dứt tình trạng người dân phá rào lên bắt xe trên cao tốc. Thì trước kia là phải đi Xuân Giao 12 cây. Đến giờ thuận lấy kể người nào cai về đây hoặc người đây đi Hà Nội nó thuận tiện nhiều lắm. Kể các huyện Simacai, Bắc Hà, các xã trong này đi ra đều thuận tiện cả. Mà nó đỡ cái nhân công, trước người ta phải nai nhau, đây giờ có xe chạy tuột luôn. Vô cùng thuận tiện cho dân. Vì bỏ tiền đã nhiều, nhà nước bỏ tiền nhiều thì nó phải thuận tiện, nó phải tốt nhé. Công trình kết nối tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thông xe cũng góp phần tạo hạ tầng kết nối đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với huyện Bảo Thắng, huyện Simacai, Bắc Hà và các huyện lân cận của tỉnh Hà Giang, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa từ nhiều địa phương tới đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đồng thời giảm nguy cơ mất an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và khu vực.